những âm thanh đầu tiên của cuộc sống. Sự tinh khôi đong đầy trong ánh mắt. Và hạnh phúc ngập tràn. Dự án The Legend 109 Nguyễn Tuân, nơi cuộc sống tạo nên vẻ đẹp. The Legend tọa lạc tại vị trí năng động của quận Thanh Xuân, nơi ngã tư với hai mặt đường lớn Nguyễn Tuân và Ngụy Như Công Tum. Từ đây, kết nối giao thông thuận tiện tới tất cả các trục đường giao thông huyết mạch của thủ đô như Đại lộ Thăng Long, tuyến đường cao tốc Vành Đai 3, kết nối sân bay và liên tỉnh, trung tâm hội nghị quốc gia, khu mua sắm Bixi, các trường đại học và bệnh viện. Lấy cảm hứng thiết kế như một khách sạn cao cấp trong một thành phố hiện đại, tôn trọng nét riêng tư của cư dân từng căn hộ và cuộc sống hòa đồng với nhiều không gian chung rộng lớn, trong lành và không kém phần năng động. Dự án là sự kết hợp tuyệt vời giữa thiết kế hiện đại với nét truyền thống của người Việt Nam, tận dụng hiệu quả ánh sáng tự nhiên, lưu thông không khí, làm tăng giá trị cho môi trường sống của bạn. The Legend được đầu tư nhiều tiện ích chất lượng tiêu chuẩn, không gian bể bơi bốn mùa đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho gia đình của bạn. Phòng tập gym tiêu chuẩn, trung tâm spa, dịch vụ và mua sắm. Đặc biệt, nhà trẻ ở tầng trệt kết nối với sân chơi của trẻ em, đáp ứng nhu cầu rất nhiều của những gia đình trẻ. Dự án The Legend với 2 tầng hầm và 3 tầng để xe trên cao sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng tăng của cư dân đô thị. Cùng hệ thống 10 thang máy đưa bạn từ tầng để xe dưới cùng, chạy xuyên suốt bằng hệ thống thẻ từ lên các tầng căn hộ, giúp giao thông của cư dân trong tòa nhà tối ưu nhất. Sảnh đón của The Legend nằm ở vị trí chính giữa của dự án, hướng ra mặt đường Ngụy Như Công Tum đầy tự tin, tô đẹp thêm niềm hãnh diện của cư dân nơi đây. Sự cao cấp và tráng lệ khi bước chân vào sảnh căn hộ tạo nên giá trị sống cao cấp mà khó lòng một dự án complex nào có thể đáp ứng cho chủ nhân tương lai của mình. Mỗi căn hộ tại The Legend đều được trang bị tiêu chuẩn cao cấp như nhau, với các thiết bị hiện đại, thông minh của các hãng sản xuất đồ gia dụng nổi tiếng và được chăm chút đến từng chi tiết nhỏ, sẽ tiết giảm chi phí đáng kể cho bạn trong cuộc sống lâu dài tại đây. Nhịp sống vội vã dừng lại sau cánh cửa. Hưởng thụ những giây phút hạnh phúc, nhẹ nhàng, thư thái bên người thân và không gian riêng của mình. Bạn và gia đình thật yên tâm với dịch vụ của The Legend. The Legend, nơi cuộc sống tạo nên vẻ đẹp.